Chào cả nhà, mình là Thu Hường, chuyên thiết kế may đo cho thuê áo dài tại phố Mai Dịch, mang thương hiệu là Áo Dài Quỳnh Anh. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cách chọn màu quần cho phù hợp với áo dài. Thì cách thứ nhất đó là màu đơn sắc, thì tức là tông sứ tông đấy. Mình mặc áo như thế nào thì quần như thế, lên một bộ rất là dễ thương. Hoặc là cách thứ hai đó là màu quần gần với cả cái màu áo nên rất là đẹp. Còn khi mà các bạn muốn có một cái bộ nó nổi bật hơn thì ta dùng cái nguyên tắc sử dụng đối xứng hai màu đối xứng với nhau trên bảng màu, thì các bạn phải nhớ được cái hình cái vòng tròn bảng màu. Đây, trên vòng tròn bảng màu thì có 12 màu. Ban đầu thì chỉ có 3 màu chính là đỏ, vàng và xanh thôi. Còn các cái màu phụ này thì là pha trộn với nhau thì nó tạo ra màu đỏ, thì có đỏ cam, rồi màu cam, rồi vàng cam, vàng. Ví dụ hai màu đối nghịch với nhau trên bảng màu thì ta sẽ chọn màu đỏ và xanh lá cây chẳng hạn. Đấy, ví dụ như vậy. Các bạn muốn nổi bật. Đây, điển hình ví dụ đây. Áo đỏ và quần xanh. Bình thường thì áo đỏ này thì ta vẫn mặc những cái màu truyền thống kết hợp với màu quần là màu đen và màu trắng hoặc màu vàng. Tuy nhiên muốn lạ mắt và nổi bật thì các bạn kết hợp với màu xanh lá cây nên rất là đẹp. Ngoài cái quy tắc đối xứng ra thì ta sẽ chọn cái quy tắc hai màu vuông góc với nhau trên bảng màu. Bất kể hai màu vuông góc với nhau trên bảng màu nào các bạn kết hợp cũng được. Màu ví dụ một trường hợp là màu hồng và màu xanh đi. Hồng và xanh và blue. Đây. Ví dụ áo màu hồng và còn màu xanh, bình thường áo này thì ta có thể mặc quần đen và trắng thì nó rất là cổ điển rồi. Ngoài ra ta muốn lạ mắt thì ta sẽ kết hợp với màu xanh và blue. Nên rất là đẹp. Còn đối với những cái áo mà có họa tiết, rất nhiều họa tiết này thì ta sẽ chọn vào những cái màu họa tiết chủ đạo. Ví dụ đối với áo này thì tôi chọn với cả quần màu cam, rất là dễ thương. Ngoài ra thì các bạn có thể chọn cái tông màu trắng cũng được. Còn riêng đối với cái quần màu đen và trắng thì ta kết hợp với tất cả các loại áo. Còn màu hồng, ví dụ màu hồng phấn thì ta kết hợp với cả màu xanh lá cây thì rất là nổi. Hồng phấn bình thường thì ta có thể mặc cùng màu quần thì rất là dễ thương. Hoặc là cổ điển, màu cổ điển thì là màu hồng phấn và màu đen thì nổi. Còn nếu như hồng phấn kết hợp với quần màu trắng thì nó nhẹ nhàng và trẻ trung hơn. Ngoài ra, ngoài cái màu đen ra muốn cho nổi thì ta dùng màu xanh lá cây. Đây cũng rất là đẹp.